cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chủ tịch Hạ viện Johnson cho rằng nội các Mỹ nên cân nhắc kích hoạt tu chính án 25 để phế chuất Tổng thống Biden sau màn tranh luận gây thất vọng với ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 28 tháng 6 cho hay, có rất nhiều người đang yêu cầu sử dụng tu chính án 25. Hãy kích hoạt tu chính án 25 ngay bây giờ vì đây là tình huống đáng báo động. Đối thủ của chúng ta đều nhìn thấy điểm yếu trong Nhà Trắng hiện nay. Tôi không vui khi phải nói về việc đó, nhưng theo tôi đây là tình huống rất nguy hiểm. Theo tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ, nếu Phó Tổng thống và đa số bộ trưởng trong nội các Mỹ thống nhất rằng Tổng thống không thể đảm trách quyền lực và trách nhiệm, Phó Tổng thống sẽ lên nắm quyền. Johnson cho biết ông sẽ đề nghị các thành viên nội các tự hỏi lòng mình đề cập thông tin đảng dân chủ đang hoảng loạn sau màn thể hiện của tổng thống joe biden trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với cựu tổng thống donald trump chủ tịch hạ viện mỹ cho hay nếu là thành viên đảng dân chủ tôi cũng sẽ hoảng loạn có lẽ đảng dân chủ biết họ đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng nhưng đó không chỉ là vấn đề chính trị hay của riêng đảng dân chủ mà của cả nước Chúng ta gặp vấn đề nghiêm trọng bởi có một tổng thống đang cho thấy ông ấy không phù hợp với nhiệm vụ. Trong cuộc tranh luận tổng thống do CNN tổ chức hôm 27 tháng 6, ông Biden, 81 tuổi, đôi khi ngập ngừng, nói năng không lưu loát và phản biện một cách khó khăn. Điều này khiến phe dân chủ lo ngại, thậm chí có người kêu gọi ông không nên tranh cử tổng thống năm nay. Ban biên tập New York Times đăng bài xã luận kêu gọi ông Biden rời khỏi cuộc đua tổng thống cho rằng có những lãnh đạo đảng Dân Chủ khác nhiều năng lượng hơn có thể trình bày rõ ràng hấp dẫn các lập trường trước đối thủ Trump. Tu chính án 25 được thông qua năm 1967, chưa từng được kích hoạt để tước quyền của một Tổng thống Mỹ. Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát hồi năm 2021 từng thông qua nghị quyết kêu gọi kích hoạt tu chính án 25 để phế chốt Tổng thống khi đó là Donald Trump sau cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội. Tuy nhiên, nghị quyết này đã bị Phó Tổng thống bấy giờ là Mike Pence bác bỏ. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Chip Roy hôm 28 tháng 6 cho biết sẽ đệ trình nghị quyết yêu cầu Phó Tổng thống Kamala Harris triệu tập nội các và tuyên bố ông Biden không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của tổng thống. Tuy nhiên, ông Johnson nói rằng theo quy định của hiến pháp, đây không phải công việc của hạ viện mà nội các sẽ phải đưa ra quyết định. Phó tổng thống Harris cho thấy bà sẽ không ủng hộ động thái như vậy. Bà Harris trước đó tỏ ra không hài lòng với những chỉ trích nhắm vào tổng thống Biden sau cuộc tranh luận nhưng bà cho rằng đó là một phần của cuộc chơi và cử tri Mỹ sẽ đưa ra lựa chọn vào ngày bầu cử tháng 11, không phải trong cuộc tranh luận. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden, bác khả năng Tổng thống sẽ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Thống đốc California Gavin Newsom cũng thể hiện sự ủng hộ với ông Biden và khẳng định không bao giờ quay lưng với Tổng thống. Trong cuộc meeting vận động tranh cử ở Bắc Carolina hôm 28 tháng 6, ông Biden thừa nhận Ông không còn đi lại dễ dàng, nói năng trôi chảy hay tranh luận tốt như trước, nhưng biết cách để nói sự thật và biết phải làm Tổng thống như thế nào. Ông cũng cáo buộc cựu Tổng thống Trump nói dối nhiều lần trong cuộc tranh luận. Những người ủng hộ ông Biden đã hy vọng cuộc tranh luận trực tiếp ngày 27 tháng 6, theo giờ Mỹ, sẽ xóa tan lo ngại rằng ông đã quá tuổi để tiếp tục lãnh đạo. Nhưng một số nghị sĩ, chuyên gia phân tích và đầu tư đánh giá sự kiện này đã tạo thêm lợi thế cho ông Trump. Kunihiko Miyake, nhà ngoại giao Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang là giám đốc tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon, một tổ chức tư vấn, nói với Reuters: "Ông Trump không thắng, nhưng ông Biden có thể đã mất điểm, không giống như 8 năm trước. Chúng tôi cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều, nhưng ông Trump là người khó đoán. Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, quan hệ với chính quyền cựu tổng thống Donald Trump có thời điểm trở nên căng thẳng." vì ông đòi họ phải chi trả nhiều hơn cho việc Mỹ duy trì lực lượng ở đó, cùng với căng thẳng về thương mại. Ông cũng khởi động cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông tuyên bố sẽ áp mức thuế từ 60% trở lên đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Về châu Âu, ông Trump liên tục đưa ra những chỉ trích về tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và yêu cầu các thành viên khác phải đóng góp nhiều hơn. Sự hoài nghi của ông đối với NATO ngày càng khiến châu Âu lo lắng trong bối cảnh hiện nay khi cuộc xung đột ở Ukraine không biết khi nào kết thúc. Peter Lee, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asian ở Seoul cho biết, cuộc tranh luận đã mang lại cảm giác rõ ràng hơn nhiều về khả năng có một chính quyền Trump thứ hai. Thực chất, giới ngoại giao và các quan chức chính phủ ở Nam Lục Địa đang tất bật thực hiện công tác chuẩn bị trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng ngay từ vài tháng trước. Cựu Tổng thống Trump gặp trực tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi tháng 3 và Ngoại trưởng Anh David Cameron hồi tháng 4 đều ở khu nghỉ dưỡng Mahalago, bang Florida. Sau đó, tại cuộc họp báo ở Washington DC cũng trong tháng 4, ông Cameron cho biết đã thảo luận về giao tranh Ukraine, xung đột ở giải Gaza và tương lai của NATO. Theo NBC, ông Trump cũng điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Tokyo cũng có động thái tiếp xúc ông Trump khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Asho gặp ông Trump ở New York vào cuối tháng 4. Reuters dẫn lời sử gia Jeremy Suri của Đại học Texas, Mỹ cho hay việc các ứng cử viên Tổng thống Mỹ gặp các nhà ngoại giao nước khác là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ông tỏ ra bất ngờ về các cuộc gặp giữa ông Trump và những nhà lãnh đạo nước ngoài, cũng như về cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út. Trong khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho rằng không có gì lạ về cuộc gặp giữa ông Trump và Ngoại trưởng Anh, bà từ chối trả lời những câu hỏi về cuộc gặp gỡ của cựu Tổng thống với Thủ tướng Hungary hay cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út, AFP đưa tin. Mexico cũng có động thái chọn Ngoại trưởng kế tiếp dựa trên kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Mexico sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong tháng 6 này và người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 10, một tháng trước khi gặp đấu Biden Trump chính thức so tài ở Mỹ. Phó đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết, Mỹ sẽ đối đầu với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Triều Tiên. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên diễn ra sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng vào tuần trước và ký một hiệp ước với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong đó, hai nước đồng ý cung cấp hỗ trợ quân sự nếu một trong hai bên phải đối mặt với hành động xâm phạm về vũ trang. Đại sứ Robert Wood nói với Reuters trước cuộc họp. Điều này sẽ gây quan ngại lớn cho toàn thể cộng đồng thế giới, đồng thời cáo buộc Nga về cơ bản là đứng về phía một quốc gia đã vi phạm vô số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phó đại sứ Mỹ nêu rõ, đây là điều chưa từng có và chúng ta cần phải nêu rõ thực chất của nó. Chúng tôi cũng muốn xem Trung Quốc nói gì về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Nga. Họ không thể coi đây là một diễn biến tích cực. Trung Quốc đã phản ứng thận trọng vào tuần trước, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, hội nghị thượng đỉnh là cuộc trao đổi song phương giữa Nga và Triều Tiên nhưng không nêu chi tiết. Triều Tiên đã phải chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2006 vì chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này và các biện pháp đó đã được tăng cường trong những năm qua. Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí tới Nga để sử dụng trong cuộc giao tranh chống Ukraine. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc này. Vừa qua, Nga tuyên bố ký kết hiệp định mới với Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hiệp định không nhằm mục đích tạo ra một liên minh quân sự kiểu phương Tây và không nhằm vào các nước thứ ba. Theo nhà ngoại giao Nga, sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng được thực hiện nghiêm ngặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và đóng vai trò ổn định khu vực Đông Bắc Á. Bà Zakharova nhận định hiệp định này không gây lo ngại về an ninh quốc gia đối với những nước không có kế hoạch gây hấn quân sự với Triều Tiên. Tại cuộc họp báo chung sau lễ ký, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là một bước đột phá thực sự. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, hiệp định sẽ đóng vai trò là lộ trình hợp tác trong tương lai giữa Nga và Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ văn hóa và du lịch đến quan hệ thương mại, kinh tế và an ninh. Việc Nga và Triều Tiên ký hiệp ước phòng thủ chung đã gây ra phản ứng khắp khu vực với việc Hàn Quốc triệu tập đặc phái viên của Nga, còn Nhật Bản và Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc. Mỹ sau đó gọi những bình luận của Tổng thống Nga Putin là cực kỳ đáng lo ngại. Báo Le Monde của Pháp ngày 28 tháng 6 đưa tin, Tổ chức Khai thác Vệ tinh Khí tượng châu Âu, EUMISAT, đã hủy kế hoạch sử dụng tên lửa Ariane 6 do Cơ quan Vũ trụ châu Âu, ESA, phối hợp với tập đoàn Ariane Group thực hiện để chuyển sang hợp tác với công ty SpaceX của Mỹ Quyết định trên được đưa ra khi không lâu nữa là tới thời điểm Ariane Space, công ty con của Ariane Group, tiến hành vụ phóng đầu tiên của Ariane 6, dự kiến vào ngày 9 tháng 7 tới. Đây được xem là đòn giáng mới nhất nhằm vào nỗ lực không gian của châu Âu. Sau 4 năm trì hoãn đối với dự án Ariane 6, hệ thống phóng tên lửa này ban đầu được lên kế hoạch phóng vào năm 2020, nhưng đại dịch COVID-19 và nhiều vấn đề kỹ thuật khiến hệ thống này không thể hoạt động. Theo báo Le Monde, Hội đồng điều hành EUMISAT đã yêu cầu ban giám đốc đại diện cho tổ chức gồm 30 quốc gia thành viên này sử dụng tên lửa Falcon 9 của SpaceX để phóng vệ tinh thời tiết MTGS-1. Điều này đồng nghĩa với việc Eumisat quyết định hủy bỏ hợp đồng đã ký với Ariane Space cách đây 4 năm. Lơ mông không nêu chính xác lý do khiến Eumisat quay lưng với Ariane Space để bắt tay với SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Trong một chia sẻ trên nền tảng LinkedIn, Giám đốc điều hành cơ quan vũ trụ CNES của Pháp Ông Philippe Bastide đánh giá đây là điều đáng thất vọng đối với những nỗ lực không gian của châu Âu vào thời điểm mà tất cả các cường quốc phát triển sứ mệnh không gian ở lục địa này, cũng như Ủy ban châu Âu đang kêu gọi phóng vệ tinh châu Âu trên các bệ phóng châu Âu. Hiện dự án Ariane 6 của châu Âu đang thua kém đáng kể nếu so với tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Ariane 6 đã được đặt hàng triển khai tổng cộng 30 nhiệm vụ tính đến thời điểm này, với tần suất phóng dự kiến 9 lần một năm. Trong khi đó, tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã lên kế hoạch thực hiện 144 lần phóng chỉ riêng trong năm 2024. Một ưu điểm khác khiến Falcon 9 vượt trội hơn so với Ariane 6 là tên lửa của SpaceX có thể tái sử dụng. Các nguồn tin Ukraine cho biết, một trong những diễn biến chính của kế hoạch quân sự mùa hè năm nay là khả năng xảy ra một cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu vực mà Nga đang kiểm soát bên cạnh việc tiếp tục ngăn chặn đà tấn công của Nga vào khu vực Donetsk, Kharkov, Sumy. Nhưng liệu lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay có đủ khả năng thực hiện một chiến dịch tấn công lớn vào các hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga hay không? Và nếu vậy thì lực lượng vũ trang Ukraine có thể đột phá ở đâu? Theo các chuyên gia phân tích Nga, xem xét khả năng lực lượng vũ trang Ukraine trong việc thực hiện một cuộc phản công mới, nhất thiết phải được tính đến những thất bại hồi tháng 6 năm ngoái khi lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga ở Zaporizhia. Chúng ta vẫn còn nhớ rằng cuộc phản công năm 2023 bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 với lực lượng cực lớn, có lúc lên đến 8 lữ đoàn bộ binh cơ giới, nhưng chỉ đến cuối tháng đầu tiên của mùa hè, nó đã kết thúc với thảm họa ở Rabotino. Bình luận về những ý định của giới chức lãnh đạo Kiev, giới chuyên gia Nga khẳng định rằng khả năng xảy ra một cuộc phản công vào năm 2024 thậm chí còn thấp hơn so với tháng 6 năm 2023. Bây giờ là cuối tháng 6 và Ukraine vẫn chưa có bất cứ lực lượng dự bị nào để huy động cho cuộc phản công. Các lữ đoàn hiện có đang bị dàn mỏng trên chiến tuyến gần 2.000 km từ phía nam đến phía bắc Ukraine mà không có bất cứ lực lượng dự bị nào để tăng viện hoặc thay thế cho họ. Các lữ đoàn mới có thể tạo nên nắm đấm xung kích vẫn đang trong quá trình thành lập Chất lượng nhân sự mà họ được đào tạo không thể so sánh với các đơn vị năm ngoái được đào tạo theo tiêu chuẩn NATO. Bên cạnh đó, chính quyền Kiev cũng vẫn chưa nhận được máy bay chiến đấu của phương Tây và nếu không có ưu thế trên không thì khó có thể nói về sự thành công của một chiến dịch trên bộ của lực lượng vũ trang Ukraine nếu nghĩ về những gì họ đã trải qua ở mùa hè năm ngoái. Rõ ràng là giới tướng lĩnh của Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine hiểu rằng một cuộc phản công vào lúc này là một rủi ro lớn bởi ngay cả cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng vào năm ngoái cũng thất bại. Liệu phát động một cuộc phản công mới vội vã thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tuy nhiên, việc không làm gì cũng là lựa chọn tệ hại đối với quân đội Ukraine. Do đó, ít nhất có thể dự đoán được là sẽ có một nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng thành công của nó xét đến tất cả các yếu tố trên có thể được gọi là một chiến dịch bất khả thi trước động thái của Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Ukraine có thể chịu tổn thất to lớn nếu cố gắng tiến hành một cuộc tấn công mới. Bà Zakharova nói bên lề diễn đàn pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ 12 rằng có những thông tin cho rằng chính quyền Kiev có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công khác trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Washington từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 7. Nhà ngoại giao này cho biết chính phủ Ukraine không bấy lo ngại rằng nếu họ tiếp tục thực hiện kế hoạch, tổn thất thậm chí có thể khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu trong động thái liều lĩnh trước đó vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, Tổng thống Serbia Alexander Vucic cho rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine là bất khả thi vào lúc này, ngay cả khi sử dụng sáng kiến mới nhất của Trung Quốc. Nga đã phóng hàng trăm quả bom lượn mỗi tuần nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở trên và sau tiền tuyến. Những quả bom này nhỏ và rất khó để phát hiện trên radar. Chúng không sử dụng hệ thống đẩy hay tỏa nhiệt để các thiết bị khác có thể phát hiện. Chiến đấu cơ Nga đã phóng bom lượn cách xa hàng chục km phía sau tiền tuyến trong một khu vực tương đối an toàn. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 3.000 quả bom lượn đã được Nga phóng vào các mục tiêu của Ukraine hồi tháng 3. Theo ông, Kiev sẽ cần nhiều hệ thống phòng không Patriot hơn để ngăn chặn những quả bom này phá hủy các cơ sở hạ tầng. Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Ukraine tổ hợp Patriot, nhưng tên lửa sử dụng cho hệ thống này rất đắt đỏ. Giải pháp thực tế nhất để đối phó với bom lượn là phá hủy chiến đấu cơ phóng chúng trên mặt đất hoặc trên không. Điều này có thể được thực hiện bằng cách triển khai kết hợp tên lửa chiến thuật, tên lửa không đối không và tác chiến điện tử. Ukraine đang sử dụng thành thạo các tên lửa chiến thuật và UAV nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất. Hồi tháng 5, tên lửa tầm xa Atak do Mỹ sản xuất được cho là đã phá hủy 3 máy bay chiến đấu ở Crimea. Tháng 6, Ukraine tuyên bố đã phóng ít nhất 70 UAV nhắm vào một sân bay của Nga ở xa và phá hủy 3 chiến đấu cơ được thiết kế để triển khai bom lượn. Dưới chính sách được nới lỏng gần đây của Mỹ, Ukraine có thể phóng ATACMS MS nhằm vào các lực lượng của Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công nước này. Tuy nhiên, Kiev cho biết chính sách này chỉ áp dụng với các mục tiêu nằm sâu khoảng gần 100 km trong lãnh thổ Nga. Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng Mỹ nên cho phép Ukraine sử dụng ATAC MS để tấn công các sân bay ở xa. Thậm chí, nếu cần tầm hoạt động xa hơn, Mỹ có thể cung cấp các tên lửa JASM, Joint Air to Surface Standoff Missile, tấn công mặt đất phóng từ trên không. Các phương tiện sắp được chuyển giao của phương Tây cho Ukraine cũng là một giải pháp để vô hiệu hóa bom lượn. Kiev có lẽ sẽ sớm nhận được chiến đấu cơ F-16 của châu Âu và hai máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển. Việc phối hợp các phương tiện này sẽ tạo nên một khả năng mới cho Ukraine, đặc biệt nếu Mỹ cung cấp tên lửa không đối không Amram tầm xa. Chúng có thể tấn công nhiều chiến đấu cơ trước khi những quả bom được triển khai. Các tên lửa Amram được trang bị đầu dẫn đường radar chủ động cũng có tầm hoạt động xa hơn bom lượn. Máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển sẽ tăng thêm sức mạnh cho quân đội Ukraine, chúng có thể xác định các mục tiêu cách 250 hải lý và phát hiện các radar trên không và trên mặt đất. Đây là phương tiện cần thiết để theo dấu cũng như phá hủy các chiến đấu cơ và hệ thống phòng không ở xa. Mặc dù các chiến đấu cơ F-16 được chuyển cho Ukraine đã cũ, nhưng chúng vẫn có nhiều thiết bị điện tử hiện đại, trong đó có thể bao gồm Link-16, một hệ thống theo tiêu chuẩn NATO được sử dụng để trao đổi dữ liệu chiến thuật. Thời gian tới, Mỹ có thể sẽ hỗ trợ Ukraine tăng cường lực lượng không quân. Một số tiêm kích F-16 đã loại biên hoặc máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye của Hải quân được lưu trong kho ở Arizona có thể được tân trang để cung cấp cho Kiev. Tác chiến điện tử là một cách nữa để đánh bại bom lượn bằng cách gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh GLONASS hoặc GPS của nó. Tác chiến điện tử có hiệu quả đối phó với một số hệ thống so với những hệ thống khác. Để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, Ukraine sẽ cần các thiết bị gây nhiễu hiện đại nhằm ngăn chặn các tín hiệu vệ tinh trên phạm vi rộng. Trong tác chiến, hiếm khi có những viên đạn bạc. Giao tranh thường đòi hỏi kết hợp nhiều khả năng và việc sử dụng đổi mới cũng như linh hoạt các phương tiện. Cả hai yêu cầu này đều cần thiết để Ukraine có thể đánh bại mối đe dọa từ bom lượn của Nga. Các tên lửa chiến thuật tầm xa, các chiến đấu cơ F-16 và máy bay cảnh báo sớm cùng với các công cụ tác chiến điện tử và những chính sách linh động hơn của Mỹ có thể trao cho ukraine một khả năng mới để đối phó với moscow